Namaste. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi 6 trong chuỗi bài tập 7 ngày yoga giảm đau mỏi cổ vai gáy. Đây là những bài tập mà Huyền lên chương trình riêng dành cho mọi trình độ, mọi lứa tuổi. Chúng ta cùng nhau luyện tập với Huyền nhé. Chúng ta ngồi thoải mái trên thảm. Hai gót chân thẳng hàng với nhau và hai mông chúng ta lách sang hai bên. Hai tay đặt phía trên đầu gối. Xoay vai ra sau, mở ngực về trước, hít vào, vươn cằm, khép sát cửu tay. Thở ra, cuộn lưng ra sau, cầm chạm hõm cổ, mắt nhìn về rốn. Tiếp tục lặp lại. Xoay vai, hít vào, mở rộng lồng ngực, vươn cằm của mình lên, kéo giãn toàn bộ vùng cơ cổ ở phía trước. Thở ra, hóc bụng cuộn lưng, cầm chạm cổ, siết chặt cơ bụng vào bên trong. Tiếp tục, hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hai lần nữa, xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào. Thở ra, cuộn lưng ra sau, siết bụng cơ bụng của mình lại. Một lần cuối, xoay vai, mở ngực, đổ người về phía trước, vươn cằm của mình lên, giữ và hít thở đều. Chúng ta dồn lực của tay này, kéo sát kỳ cái phần khuỷu tay vào bên trong thân người. 4, 3, gắng mở ngực về phía trước nhiều. 2 và 1, rồi cuộn lưng, thở hết ra. Vai ra sau, cố gắng thẳng tay, cầm chạm cổ, mắt nhìn rốn. Hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Vươn hai tay lên cao qua đầu, hít vào, đẩy căng lồng ngực của mình lên. Gập người về phía đầu gối trái, hạ khử tay xuống, bụng ngực ép sát đùi. Chúng ta không cúi đầu ạ, mắt nhìn về phía tay, thở hết ra. Tiếp tục vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập người về phía đầu gối, thở ra. Tiếp tục vươn tay hít vào, đẩy căng lồng ngực lên. Gập người đầu gối trái, hạ khử xuống. Vươn lưng, kéo giãn toàn bộ lườn bên phải của mình. Mông phải không lên. Tiếp tục vươn hai tay qua đầu, hít sâu. Đổi bên, gập người đầu gối phải, thở ra. Một lần cuối, hít vào. Thở ra, đổi bên. Giữ và hít thở đều ở đây. 5. Cố gắng kéo giãn toàn bộ vùng lườn bên phải. 4. Điều hòa hơi thở của mình. 3. Cảm nhận sự căng giãn. 2. Và 1. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Gập người đầu gối phải, thở ra, chậm chậm hạ khử tay xuống. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Cố gắng nhấn mông bên trái của mình xuống để kéo căng giãn được vùng lườn bên trái. 4. 3. Thở ra và thả lỏng vùng lườn của mình nào. 2. Và 1. Vươn hai tay lên cao qua đầu, hít vào. Ta gập khuỷu tay này, cố gắng khép sát hai bàn tay này. Mở khuỷu tay sang hai bên. Thở ra từ từ, hạ bàn tay xuống. Lặp lại như vậy 5 lần. 4, hít vào lên. Mở khuỷu tay sang hai bên, cố gắng khép hai vai của mình phía sau lại. Thở ra. 3. Hai. Và một lần nữa hít vào. Mở rộng.
lồng ngực thở ra. Tiếp tục vươn hai tay lên cao, hít vào. Thẳng tay phải sang trái, gập khửu tay trái, kéo phần vai phải của mình. Thả lỏng toàn bộ vùng cơ vai, giữ và hít thở đều. Mặt lúc này chúng ta quay sang bên phải. 6. Hít thở đều trong khi giữ tư thế. 5. 4. 3. 2. Và 1. Hai tay dang ngang, hít vào. Tay trái sang phải, thẳng tay, gập khử tay phải, kéo tay sang bên phải nhiều, cảm nhận sự căng giãn ở bên vai bên trái. Chúng ta quay mặt sang bên trái, giữ ở đây. 6, 5, mỗi nhịp thở ra ta lại thả lỏng vùng vai bên trái. 4, 3, 2, và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Vạt người sang phải, tay trái đặt gối, tay phải phía sau mông, đẩy căng lồng ngực, mắt nhìn phía sau. Thở hết ra. Tiếp tục vươn hai tay qua đầu, hít vào. Vạt người sang bên trái chậm chậm, thở ra. Về giữa, hít sâu, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Thở ra, vặn người sang bên phải. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Một lần cuối, vươn tay qua đầu, hít sâu, nâng cao toàn bộ các đốt sống. Vặn người sang bên phải, chậm chậm thở ra. Đã đi tay phải ra phía sau mông trái nữa nào. Rồi đẩy lồng ngực, đẩy thẳng cột sống lưng của mình lên. 5. Tay trái nhấn đầu gối phải xuống. 4. Gắng là thả lỏng vai bên phải. 3. 2. Vặn nữa nào. Và 1. Vươn hai tay lên qua đầu, hít sâu. Vặn người sang bên trái, thở ra. Chúng ta đi tay sang bên mông phải một chút nữa. Đẩy thẳng cột sống lưng, nâng thân dưới của mình lên. Giữ và hít thở đều. 5. 4. Cảm nhận sự căng giãn. 3. 2. Và 1. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Hai tay đan phía sau, thở ra. Tiếp theo chúng ta vòng tay phải ra sau lưng, nắm lấy khửu tay trái, kéo một lực để trùng cái vai trái xuống, sau đó dùng bàn tay trái nắm lấy đầu gối. Hít vào, đẩy thẳng cột sống lưng, thở ra nghiêng đầu về phía vai phải. Lúc này chúng ta đang kéo giãn toàn bộ vùng cơ cổ ở bên trái, giữ ở đây và hít thở đều. Mỗi lần thở ra chúng ta lại mềm vai ra. 7, 6, 5, 4, 3, 2, và 1. Rồi, tiếp tục chúng ta đổi bên. Vòng tay trái ra sau lưng, nắm lấy khửu tay phải, kéo khửu tay xuống, đặt bàn tay phải lên đầu gối phải. Hít vào, đẩy thẳng cột sống lưng. Thở ra nghiêng đầu về phía bên trái. Kéo giãn vùng cơ cổ bên phải. Giữ và hít thở đều. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Và 1. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Gập khửu tay về phía trước, vuông góc, khửu tay thẳng hàng vai. Đặt bàn tay phải lên phía trên tay trái, sau đó áp lòng bàn tay vào nhau. Hít vào này. Đẩy khửu tay lên phía trên, vươn cằm, mở ngực về phía trước. Kéo giãn vùng cơ cổ, thả lỏng hai vai.
giữ và hít thở đều. Ba, hai, một. Rồi chúng ta tiếp tục hít vào, hai tay dang ngang. Thở ra, gập khử tay. Đặt bàn tay trái lên phía trên tay phải, sau đó hai bàn tay xoắn vào nhau áp sát. Hít vào, mở rộng lồng ngực về phía trước. Thở ra, ngửa đầu ra sau, thả lỏng vùng cổ. Giữ và hít thở đều. 4, 3, nâng khử tay lên một chút nữa. 2 và 1. Rồi vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Nghiêng người về phía bên trái, tay phải áp mang tay, thở ra. Lúc này chúng ta trùng nhẹ khử tay trái xuống. Kéo giãn toàn bộ vùng lườn bên phải. Giữ và hít thở đều. 4, 3, mông phải nhấn xuống. 2, ngực đẩy căng lên, tay sau tai. Và 1, về giữa hít vào. Nghiêng người sang phải, thở ra. Trùng khử tay xuống và hạ đỉnh vai của mình xuống. Tay trái áp mang tay. Cảm nhận sự căng giãn ở bên lườn bên trái. Giữ và hít thở đều. 5, 4. Mỗi lần thở ra ta lại hạ khử tay thêm một chút nữa. 3, 2 và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Mời cả lớp chúng ta duỗi thẳng hai chân. Nâng đầu gối lên xuống. Lắc chân sang hai bên. Rồi chúng ta về tư thế con bò mèo ạ. Với những ai bị đau khớp gối thì chúng ta có thể lót một cái tấm đệm ở trên gối hoặc là chiếc khăn. Cổ tay thẳng hàng vai, đầu gối thẳng hàng với mông. Xòe 5 ngón tay ra, xoay phần khử tay ra bên ngoài. Siết nhẹ cơ bụng, từ từ võng lưng xuống, hít vào để căng lồng ngực, vươn dài cằm lên phía trước. Thở ra, cuộn lưng lên cao, cằm chạm cổ, mắt nhìn về rốn, cuộn xương cụt của mình lại. Tiếp tục, võng lưng, vểnh mông, hít vào, vươn cằm của mình lên. Thở ra, hóp sâu bụng lại, cuộn lưng. Xốc nhẹ vai. Hai lần nữa, hít vào. Thở ra. Một lần cuối, võng lưng xuống, hít vào, mở ngực, mở vai, giữ và hít thở đều. 6, 5, cố gắng siết cơ bụng và mở rộng hai vai, đồng thời mở rộng lồng ngực. 4, 3, mềm lưng của mình ra. 2, và 1, rồi hít vào. Cuộn lưng lên cao, cuộn xương cụt của mình xuống. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Đá chân phải lên cao. Hít vào, úp mông, vươn ngực, mắt nhìn về phía trước, siết nhẹ cơ bụng. Thở ra, đầu gối chạm khử tay phải. Mắt nhìn về phía đầu gối nào. Tiếp tục, hít vào, đá chân, vươn ngực, mắt nhìn về phía trước. Thở ra, siết cơ bụng, nâng đầu gối lên. Một lần cuối, hít vào. Giữ ở đây và hít thở đều, đã xốc vai lên ạ. Và úp hai mông cân bằng. 5, 4, cố gắng thẳng gối chân sau. 3, 2, 1, đầu gối chạm khử tay phải, thở hết ra. Giữ và hít thở đều. 3,
2 và 1 rồi hạ chân của mình xuống. Sau đó chúng ta đổi bên. Đá chân trái lên cao, hít vào, vươn ngực, mắt nhìn về phía trước. Cuộn lưng lên, thở ra, đầu gối chạm khử tay trái, siết cơ bụng chặt. Tiếp tục, đá chân, hít vào, vươn ngực của mình lên. Thở ra. Một lần cuối, hít vào. Mở vai, mở ngực, úp hai mông cân bằng, siết thẳng cơ đùi sau. Giữ và hít thở đều. 5 4 3 2 1 Rồi co đầu gối trái về phía khử tay trái. Giữ ở đây và hít thở đều. 4 3 Cố gắng gồng chắc cơ bụng. 2 Và 1 Hạ đầu gối của mình xuống. Rồi bây giờ chúng ta đi tay về phía trước. Sao cho mông vẫn phải thẳng hàng về gối thì chúng ta đưa mắt nhìn về phía đầu gối. Đó, chúng ta đi tay, mông không di chuyển. Rồi từ từ hạ ngực cằm xuống, khép sát hai khử tay. Hít thở đều, điều hòa hơi thở của mình. Mỗi nhịp thở ra, ta lại hạ ngực cằm của mình xuống một chút nữa. Cố gắng thả lỏng hai vai. Xuôi mũi chân của mình. Cảm nhận hơi thở. Lúc này chúng ta không đưa mắt nhìn lên thì sẽ bị nhăn trán ạ. Chúng ta đưa mắt nhìn xuống. Hoặc chúng ta nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ vùng cổ, thả lỏng vùng vai. Rồi từ từ nâng nâng người lên. Mông ngồi xuống gót chân, từ từ hai tay đặt gối, cong lưng về sau, hóp bụng lại, cằm chạm cổ, giữ và hít thở đều ở đây. 4 3 Thả lỏng hai vai nào. 2 Và 1 Rồi tiếp tục một lần nữa. Ta về tư thế con bò mèo. Lúc này mông vẫn thẳng hàng với đầu gối. Và chúng ta tiếp tục mắt nhìn đầu gối này. Rồi từ từ đi tay về phía trước. Hạ được khử tay rồi, chúng ta ngóc đầu lên và hạ ngực xuống. Khép hai khử tay của mình lại. Sau đó chắp tay. Rồi bây giờ cố gắng này, mỗi hơi thở ra chúng ta lại hạ ngực xuống. Thở đều. Và sẽ căng hơn cái duỗi tay rất là nhiều. Và bắt buộc là chúng ta phải tập trung vào hơi thở để chúng ta thả lỏng nó ra. Nó sẽ kéo giãn cơ vùng phía sau vai gáy. 6 5 4 Tiếp tục hạ ngực xuống nữa nào. 3 2 1 Rồi từ từ chống tay, đẩy mông ra sau, cằm chạm cổ, mắt nhìn xuống, tư thế kim cương. Cố gắng này, dùng một lực của tay này nắm vào đầu gối, sau đó chúng ta dướn người về phía sau để đẩy cái phần lưng dưới, lưng trên của mình cong ra phía sau. Kéo giãn toàn bộ vùng lưng. 5 Hít thở đều. 4 3 2 Và 1 Rồi, chúng ta mở rộng hai đầu gối sang hai bên. Mông ngồi xuống gót chân. Nếu như mà ai không ngồi được ấy ạ, chúng ta có viên gạch hoặc là một cái gối, chúng ta sẽ đặt ở phía sau mông của mình, ngồi lên như thế này. Đó, thì sẽ rất là thoải mái ạ. Với những người bị đau khớp gối thì chúng ta cũng có thể ngồi trên một viên gạch. Còn nếu như chúng ta không bị đau thì chúng ta có thể ngồi bình thường. Hai tay đặt phía sau mông và lách hai cái mông của mình ra. Hai tay đặt đầu gối, mở rộng hai đầu gối bằng thảm. Xoay vai ra sau, hít vào, đẩy căng lồng ngực.
vươn cằm của mình lên, khép sát hai cửu tay, cuộn lưng ra sau, cằm chạm cổ, mắt nhìn xuống rốn, siết cơ bụng. Tiếp tục, xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, mở vai ra sau nhiều, cuộn lưng, hóc bụng, thở ra hết. Tiếp tục, xoay vai, hít sâu, nâng lồng ngực của mình lên, thở ra, cuộn lưng, cằm chạm cổ, kéo giãn hai vai phía sau sang hai bên. Một lần cuối, xoay vai, nâng cao lồng ngực về phía trước, khép sát khử tay này. Giờ chúng ta dùng một lực của hai bàn tay, kéo cái đầu gối để nâng lồng ngực của mình lên. Giữ và hít thở đều, siết cơ bụng lại ạ. 6, vươn dài cằm về phía trước, đã không ngửa cổ, đã kéo một lực giống kiểu có người mình đang kéo đầu mình về phía trước ấy. 5, tiếp tục hít thở đều ạ. 4, cảm nhận vùng lưng trên của mình đang được kéo giãn ra tối đa. 3, hít ta lại nâng lồng ngực lên để lấy oxy, thở ra mềm lưng ra sau. 2, và 1, rồi từ từ cuộn lưng sau, cuộn xương cụt của mình lại, cằm chạm cổ, ngảnh ra hơi khép đầu gối lại một chút để kéo giãn vùng lưng dưới tối đa. Vùng lưng trên đang được kéo giãn ra. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta đẩy thẳng cuộc sống lưng. Tiếp theo chúng ta về tư thế em bé. Mông chạm gót chân, trán xuống thảm, đan hai tay phía sau, xoay vai, mở ngực, hít vào. Rồi thở ra, chúng ta hất tay lên cao, trán của mình xuống, hít thở bình thường, thả lỏng hai vai, giữ lâu một chút. Rồi nếu mà cảm thấy đầu mỏi thì chúng ta lại tiếp tục đi đầu về phía trước một chút, tiếp tục thả lỏng hai vai. Rồi chúng ta đánh tay lên xuống này, thở ra hất tay lên cao, thở ra hất tay. 10, 9, 8, mũi không áp sát xuống thảm quá. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, rồi chúng ta nâng người của mình lên. Tiếp tục về tư thế con bò mèo. Sau đó chúng ta vươn cao tay phải, hít vào, mắt nhìn lên theo tay, thở ra, hạ sâu vai xuống cạnh cổ tay trái, đã đi vai sang một chút nữa. Rồi, lúc này tay trái mở lên cao, giữ và hít thở đều ở đây trong vòng 1 phút, cảm nhận cơ thể của mình, thả lỏng hai vai, điều hòa hơi thở. Xuôi mũi chân, hai mông cân bằng, mông không đẩy sang bên trái quá. Tiếp tục thở đều. Rồi bây giờ chúng ta vòng tay trái sau lưng, nắm lấy đùi bên phải, nắm sâu vào đùi. Đó. Rồi, thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ chúng ta chống tay, nâng người lên. Tiếp tục tư thế con bò mèo, cổ tay thẳng hàng với vai. Rồi vươn cao tay trái lên, hít vào, mắt nhìn lên theo tay. Thở ra, hạ sâu vai trái sang bên phải. Đã đi vai sang một chút nữa. Ngửa lòng tay phải lên cao qua đầu. Thả lỏng hai vai. Giữ và hít thở đều. Xuôi hai mũi chân và mông không đẩy sang bên phải nhiều quá. Tiếp tục thả lỏng bên vai trái phía dưới. Rồi từ từ vòng tay phải ra sau lưng, nắm lấy đùi trái. Ta tiếp tục ngửa lồng ngực của mình lên. Hít thở đều.
Cảm nhận vùng cơ phía sau vai gáy của mình đang được kéo giãn. Bốn, ba, hai, một. Rồi, ok. Đã nâng người của mình lên. Sau đó chuyển về tư thế nằm sấp. Mời mọi người về tư thế nhân sư. Khửu tay thẳng hàng với vai, úp lòng bàn tay và xòe 5 ngón tay để máu lưu thông. Đồng thời vươn ngực về phía trước, tách hai vai sang hai bên và vươn dài cằm về trước. Hai chân mở rộng bằng hông, thả lỏng lưng. Ta quan sát hơi thở, giữ ở đây trong vòng 1 phút. Hít vào lại dướn lồng ngực lên, thở ra mềm, lưng mềm, vai ra sau. Đưa hơi thở vào cuộc sống của mình. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cảm nhận vùng lưng trên của mình đang được kéo giãn. Tiếp tục vai xuôi ra sau, đẩy ngực lên phía trước. Hít thở đều. Rồi, ok, bây giờ chúng ta đan tay ở phía trước và nghiêng đầu sang một bên, đã thả lỏng hai vai ở đây. Điều hòa hơi thở. Rồi, tiếp tục. Chúng ta vẫn giữ tư thế nằm sấp, mở rộng hai tay sang hai bên. Từ từ chống tay trái, nghiêng người sang bên phải. Đó. Sau đó đặt bàn chân trái qua đằng sau bên đùi phải. Cố gắng là lách cái vai ra để vai cảm thấy thoải mái. Tay ra sau. Nếu hai tay nắm được đến nhau thì chúng ta giữ ở đây. Hít thở đều. Hơi nâng đầu lên một chút. 4, 3, 2, 1. Ok, rồi chúng ta đổi bên nhé. Tiếp tục, hai tay ra ngang. Chống tay bên phải. Từ từ nghiêng người sang bên trái. Đặt bàn chân phải ra phía sau chân trái. Rồi từ từ vươn cao tay phải lên, hít vào. Tay ra sau, thở ra. Nếu được chúng ta nắm tay lấy nhau. Nếu không được thì chúng ta vòng tay phía sau và đặt ra sau như thế này cũng được. Đó, hay tốt chúng ta nắm lấy. Bắt đầu mở ngực. Thở đều. Và mỗi lần thở ra lại hạ mông của mình xuống một chút nữa. Cố gắng thả lỏng vai phải và thả lỏng nhiều ở vai trái phía dưới. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi chúng ta trở về. Nằm sấp, hai tay đan phía sau lưng, xoay vai, hít vào. Hất tay lên cao. Rồi, chúng ta giữ và hít thở đều nhé. 10, 9, thả lỏng vai nào. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, và 1. Ok, ta cúi đầu xuống, chán xuống, thả lỏng vai, thả lỏng cổ. Tiếp tục chúng ta đi hai tay sang hai bên, đi tay sang bên, sao cho bàn tay thẳng hàng với vai. Đi tay sang hai bên, nâng đầu lên một chút để đi dễ hơn. Sau đó chúng ta thả lỏng đầu xuống, cúi đầu xuống.
chán xuống thảm nếu được. Nếu ai chưa đầu xuống được thì có thể đặt một cái gối ở phía trước chán của mình ấy. Hít thở đều trong vòng 1 phút. Cố gắng thả lỏng hai vai hai bên. Tập trung vào hơi thở. Mỗi lần thở ra ta lại thả lỏng vai một chút. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Rồi bây giờ chúng ta vẫn giữ nguyên nằm sấp và chúng ta đổi tay. Đổi tay tức là ngoại tay nào phía trên thì bây giờ tay đấy phía dưới. Tiếp tục đi tay sang hai bên. Cảm thấy căng đau thì chúng ta dừng lại. Và tiếp tục chán xuống. Thả lỏng toàn bộ thân người. Thở ra và thả lỏng hai vai. Điều hòa hơi thở của mình. 4 3 2 3 1 Ok, bây giờ chúng ta nằm ngửa. Chống hai chân của mình lên. Hai tay nắm lấy gót chân, chạm vào gót chân thôi, không cần nắm vào cổ chân nhé. Ta khép cái vai của mình lại. Tiếp tục này, hít vào, nâng mông lên cao, đẩy ngực về phía trước. Thở ra từ từ hạ mông xuống, lưng xuống chậm chậm. Tiếp tục, hít vào, mông lên cao, đẩy ngực lên. Thở ra, từ từ hạ lưng của mình xuống. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Một lần cuối, hít vào, mông lên. Đẩy căng ngực về phía trước, giữ ở đây và hít thở đều. 5, đẩy ngực lên nhiều một chút nữa. 4, 3, mông lên cao nữa. 2, và 1, rồi từ từ hạ mông xuống thật chậm. Co hai đầu gối lại. Hai tay nắm bên ngoài chân. Đây. Nếu không nắm được, chúng ta nắm vào đầu gối. Hít vào, thở ra kéo đầu gối về phía thân bụng của mình. Đau cổ vai gáy thì chúng ta không cần nâng đầu lên nhé. Giữ và hít thở đều ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1, rồi hạ chân của mình xuống. Hai tay ra ngang, xuôi chân phải, đá chân trái lên cao 90 độ, hít vào. Tay phải nắm máng ngoài chân trái, kéo chân sang bên phải, thở ra. Mắt nhìn sang bên tay trái, cố gắng hạ vai của mình xuống. Nếu có thể thì kéo chân lên, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1, rồi hạ chân xuống. Đổi bên. Hít vào, chân trái, chân phải lên cao ạ. Tay trái nắm máng ngoài chân, thở ra và kéo chân sang bên trái. Hạ vai phải của mình xuống, giữ ở đây và hít thở đều. 5 4 Thả lỏng toàn bộ vùng lưng phía sau. 3 2 và 1. Rồi từ từ hạ chân về. Ra tiếp tục.
co chân bên trái lên, tay phải nắm vào gối. Hít vào, thở ra, hạ đầu gối sang phải, mắt nhìn sang bên trái. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Thả lỏng vai xuống. 4. Điều hòa hơi thở. 3. 2. Và 1. Rồi chúng ta đổi bên. Co chân phải lên, tay trái nắm má ngoài đầu gối. Hít vào, thở ra, hạ chân sang bên trái, thả lỏng vai phải rơi xuống. Giữ và hít thở đều. Mỗi lần thở ra ta lại nhấn đầu gối thêm một chút. 6, 5, 4, 3, 2, và 1. Rồi hít vào, nâng chân lên, thở ra, hạ chân xuống. Tiếp tục chúng ta đặt tay về trước mặt, đặt tay trái lên trên tay phải này, khép tay của mình lại. Đó, rồi nâng khử tay lên, hạ mũi tay xuống thảm. Giữ và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi chúng ta đổi bên. Tiếp tục vòng tay phải lên phía trên, gập khử tay và xoắn hai tay vào nhau. Nâng cao khử tay, bàn tay xuống thảm. Thả lỏng hai vai phía sau. Giữ và hít thở đều. 6, 5, 4, 3, 2, và 1. Rồi chúng ta hạ tay xuống, thả lỏng hai vai. Chống chân trái của mình lên, nghiêng người sang bên phải, từ từ ngồi dậy. Ta lách hai mông ra, đẩy thẳng cột sống lưng. Tập yoga 45 phút cùng Huyền, các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Huyền tin chắc rằng sau chuỗi bài tập yoga này, chúng ta sẽ giảm bỏ sự căng thẳng đáng kể và lấy lại được sự linh hoạt dẻo dai. Chúng ta còn một buổi cuối nữa, và các bạn nhớ đăng ký kênh và đón chờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.